trời ơi, mình không nên đi xem mắt. Hôm nay gặp toàn những thể loại gì đâu đâu á. Đến Liên Quân mà cô cũng không biết chơi. Tôi nghĩ chúng ta không hợp rồi. Ái da, nhìn ngon đấy. Alo, 113 ạ. Mẹ tôi nói con gái ăn mặc hở hang như cô không phải là một cô gái tốt. Mình chả gặp ai ra hồn cả. Không được, còn một người nữa cơ mà. Có tới không vậy? Trời ơi, đẹp trai vậy. Hẹn người ta đi xem mặt mà bỏ về trước thì chẳng phải là bất lịch sự hay sao? Ôi, giọng hay quá. Tôi đi vệ sinh một chút. Không cần đâu, tôi vừa mới đến. Chúng ta ngồi đây nói chuyện đi. Xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn. Cuối cùng mình cũng gặp được một người đẹp trai. Ưng quá. Thứ ba tuần sau tôi rảnh, chúng ta đi đăng ký đi. Đăng ký? Đăng ký gì cơ? Kết hôn. Đăng ký kết hôn á? Vừa gặp mà đã muốn kết hôn sao? Xem mắt không phải là để kết hôn sao? Hay là... Đúng là như vậy, nhưng mà hơi nhanh thì phải. Chúng ta đã là người trưởng thành rồi, không phải đang cùng tìm một tình yêu đích thực hay sao? Mình thực sự có thể giao nửa đời còn lại cho anh ta sao? Được, tôi đồng ý. Cô xem, cô làm tài liệu của gì đây? Tôi làm thế nào là việc của tôi, không cần cô quan tâm. Hôm nay có giám đốc mới đến công ty, để xem cô giải thích thế nào. Ơ, không phải chứ. Chẳng lẽ mình lại gả cho giám đốc sao? Này, cô đứng ngay ra đó làm gì? Sếp cười với cô á, chỉ là vì thân thiện với nhân viên thôi. Cô đừng nghĩ linh tinh. Anh ấy không phải là người cô với tới được đâu. Thế á? Để tôi giúp em. Sao anh về sớm vậy? Hôm nay mới nhận chức, không tổ chức ăn uống sao? Anh muốn ăn những món em nấu cơ. Hôm đó anh giới thiệu nhưng không nói những điều này. Nói gì cơ? Nói về công việc của anh. Người trong công việc không phải là anh. Người đang đứng ở đây mới thực sự là anh. Anh giới thiệu bản thân anh như vậy có gì là sai sao? Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi. Cho dù không có tình yêu, cho dù anh ta có là giám đốc, chỉ cần sống tốt cuộc sống hôn nhân này là được. Anh muốn nói chuyện với em. Chuyện anh và em kết hôn. Em đã nói với người nhà chưa? Em vẫn chưa. Đợi anh giải quyết xong công việc, anh sẽ đi thăm bố mẹ em. Tạm thời không cần đâu ạ. Sau này anh sẽ không để em phải một mình nữa. Bây giờ cũng muộn rồi. Em đi tắm trước hay là anh tắm trước? Hay là chúng mình cùng nhau tắm? Thôi, để em đi tắm trước. Làm thế nào bây giờ? Thực sự phải ngủ chung giường với anh ta sao? Thôi kệ đi, dù sao cũng kết hôn rồi.
anh ta đâu rồi? Thôi kệ, mình đi ngủ trước vậy. Yên tâm đi, em không thích, anh không ép em đâu. Anh Dương, em vừa nhận được email công ty chúng ta trúng thầu rồi đấy. Anh lợi hại thật đấy. Chỉ cần nhúng tay vào là giành được hạng mục cho anh Tuấn. Nghe nói hạng mục nó rất khó lấy được. Đúng đấy, nhưng cũng tự nhiên lấy được thôi. Đâm ra anh cũng thấy lạ. Chắc chắn anh có tuyệt chiêu gì đúng không? Công ty khác đàm phán cả tháng còn không được, vậy mà anh lại được luôn. Anh nói đi. Là nhờ An của chúng ta đấy, cô ấy được phết. An á? Đúng vậy, lần cuối cùng là cô ấy đi đàm phán mà. Cũng lạ, trước anh đi mấy lần mà không có tiến triển gì. An đi có một lần đầu tiên mà thành công luôn được. Ai biết cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì chứ. Này, hai người đang nói chuyện gì mà nhắc đến tên em thế? Bọn anh đang nói đến việc trúng thầu. Em tuyệt vời đấy. Ơ, hạng mục đó lấy được rồi á? Đúng vậy, công thần lớn nhất của chúng ta là em đấy. Nhưng mà em cũng có làm gì đâu. Để ăn mừng hay là ngày mai cả phòng chúng ta đi hát đi. Đúng đấy, phải chúc mừng chứ. Lạ thật, sao mình lại lấy được hạng mục đó nhỉ? Nhớ là phải mời cả sếp Tuấn đấy. À mà mọi người nói xem, sếp Tuấn có đi không? Chắc là không đâu. Sếp Tuấn không khoái mấy cái món hát hò lắm. Chúng ta cược đi, xem anh Tuấn có đi không. Ok, cược 500.000. Tôi đoán sếp Tuấn không đi. Ok, 500 thì 500. Em đoán anh Tuấn sẽ đi. Em nấu cơm ngon đấy. Em học nấu ăn từ mẹ. Mẹ em nấu cơm ngon lắm. À, mà ngày mai anh có đi ăn liên hoan với phòng em không? Anh không thích những hoạt động như thế. Sao vậy? Em mời anh đi à? Nếu anh không bận chuyện gì thì anh có thể đến chung vui với mọi người mà. Vậy để anh suy nghĩ đã. Quan trọng không phải là anh đi hay không, mà là 500k của em. Đúng là không tới, 500k của mình bay mất rồi. Mọi người cứ chơi vui vẻ nhá. Hôm nay tôi thanh toán hết. Bờ mình ơi xin đừng ngấn lệ như ngày em bước đi. Giờ ông than van cũng nghịch gì, người bận tâm chi. Giờ này phương xa đó nhung gấm quanh mình. Người có nhớ không nghĩa gì? Còn thương nhau mãi đây sao giờ sợ. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ đây tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Anh Tuấn, tử lượng của anh tốt thế. Chúng ta hôm nay không say không về nhá. Cô làm gì vậy? Cô say à? Em... Sao anh ấy lại tức giận như vậy? An, cô sao thế? Không phải cô có ý gì với anh Tuấn chứ? Đánh Dung nhá! Sao tự dưng lại ông sếp? Nghe nói là sếp kết hôn rồi. Làm tức giận, mày làm khổ rồi. Anh ấy đi đâu rồi? Tự về rồi sao? Ơ, cô làm gì vậy? Để tôi xem, ai gửi tin nhắn cho cô?
Quả nhiên, đúng là không thay đổi. Một ngày không quyến rũ đàn ông, trong lòng cô khó chịu à? Trả điện thoại đây, tôi chọc giận gì cô à? Mà suốt ngày cô làm phiền tôi thế. Loại người như cô, đừng bao giờ mơ đến anh Tuấn. Thì sao? Cô vẫn muốn quyến rũ anh Tuấn à? Cô nghe rõ đây, anh Tuấn là của tôi. Cô mơ đi. Cô... Em... Được rồi, cô đi đi. Sao anh lại quay lại? Anh tới đón vợ anh về. Sau này có chuyện gì thì cứ gọi anh nhé. Anh Tuấn, chả lẽ anh không tò mò trước đây em là người như thế nào sao? Quá khứ của em không liên quan đến anh. Anh chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của em thôi. Alo. Sao cơ? Sao lại đột ngột như vậy? Được rồi, tôi sẽ đi tìm nó. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Em gái anh từ Mỹ về, không hiểu giận dỗi chuyện gì, giờ nó không chịu về nhà. Vâng ạ. Em say à? Biết tiểu lượng không tốt rồi thì uống vừa phải thôi chứ. Say rồi mà vẫn đáng yêu thế này. Đi, chúng ta về nhà thôi. Sao đau đầu thế nhở? Chắc do mình uống nhiều quá. Ơ, sao quần áo của mình lại bị thay rồi? Anh Tuấn, anh... Anh làm sao? Anh đã làm gì em rồi? Em còn không dám thừa nhận à? Tối qua em uống nhiều quá. Đúng đấy, anh còn giúp em tắm nữa. Vậy chúng ta... Em yên tâm, chúng ta chưa làm gì cả. Anh chỉ thay quần áo giúp em rồi đi ngủ thôi. Em không tin. Anh nói rồi, nếu em không tự nguyện, anh cũng sẽ không ép em. Rõ ràng là mình chịu thiệt, lợi dụng mình còn làm ra cái vẻ mặt lạnh lùng như thế. À, nghe nói phòng mình lại nhận được hạng mục mới à? Sắp tới lại vất vả rồi. Vâng, em mới nhận được mail. Mà em nên gặp đối tác chút, tí về sẽ xem cụ thể sau. Mà sếp Tuấn đâu? Mà từ sáng giờ không thấy nhở? Nghe nói sếp mệt, chắc là làm việc ở nhà đấy. Em đi trước đây. Ừ. Sao tự nhiên lại có hạng mục mới chứ? Lại chỉ cho 3 ngày để làm bản kế hoạch, làm sao mà làm được chứ? An, em đang làm kế hoạch à? Có cần anh giúp gì không? Không sao, em làm một mình được rồi. Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi. Hay là chúng ta đi ăn cái gì nhá? Anh đi đi, em làm xong việc rồi mới đi. Chẳng phải lần trước nói đi ăn cùng nhau sao? Đi ăn với anh đi, xong về làm tiếp có được không? Với lại anh có chút chuyện muốn nói riêng với em. Xem ra có vài chuyện phải nói rõ với anh ta. Được, vậy chúng ta đi thôi. Ok. Em muốn ăn gì nào? Để anh gọi điện đặt trước. Gì cũng được. Sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Tại anh thấy em xinh quá cho nên... Chỗ này em thấy được chứ? Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới đây. Ở đây có rất nhiều đồ tốt cho sức khỏe, mà em lại đang thiếu một người quan tâm em đấy. Làm việc thì chăm chỉ quá mức, em có biết nhiều người thương em lắm không? Mà ở đây thì lại gần công ty, tiện lắm. Nếu như bây giờ anh Tuấn gọi đến thì tốt. Không phải chứ, linh thật. Em xin lỗi, em nghe điện thoại một chút. Không sao, em nghe đi. Alo chồng à, có chuyện gì vậy à? Em đang làm gì vậy? Em đang đi ăn với đồng nghiệp,
Sao vậy? Thì anh ở nhà đợi cơm em đói quá chứ sao? Vâng, đợi một chút em sẽ về ngay ạ. Em có chồng rồi à? Vâng, em có chồng rồi ạ. Mà có gì lạ đâu chứ. Chúc em hạnh phúc nhá. Cô ấy gọi mình là chồng,